I'm on an island in your room. You're like the sky sand behind the blue. Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái dàn hồ cá mới mà mình đã set up, và mình sẽ set up từng cái những cái một cho các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn làm một cái dàn hồ như thế này, thì nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm mình sẽ nói trong cái video này luôn. Ok, bây giờ thì mình các bạn đang xem. Các bạn làm á, các bạn hãy nhớ đo những cái đầu nước in-out này cho nó chuẩn nhất và gắn lên thử trước, và sau đó hãy bắt keo vô. Chứ không mà các bạn bắt keo sai một cái là rất là mệt. Đó, cái này là mình đo từng cái và mình đã làm khuôn từng cái luôn. Rất là đều và rất là thẳng tắp luôn. Từng cái một, và mình đã đo sẵn hết rồi. Cái này là chỉ có ráp vô và bắt keo thôi. Như các bạn đang thấy ở đây thì đây là bắt đầu mình đang dán keo để vô mấy cái dàn ống nước ra và nước vào, hay còn gọi là nước in out của dàn hồ cá. Khúc này mình làm rất là kỹ luôn, tại vì nó là giống như là đường mạch chính vô trong hồ nước luôn, và nó là chạy bằng máy bơm từ dưới bơm lên đó. Do đó bắt buộc là phải rất là kỹ trong cái khoảng này, mà nó sai là mình dán xong mà mình sửa lại thì nó hơi cực. Rồi sau khi gắn xong thì đây mình cho các bạn xem cái đầu nước ra của mình. Là đầu nước ra của mình đây thì nó khoan từng lỗ trong cái hồ cá mới lại, và mình sẽ gắn cái đầu nước ra. Và khi mà gắn cái này các bạn hãy nhớ là phải có hai cái ron nhé, ron ngoài và có ron trong, và bắt cái này thì bắt cẩn thận, đừng có dùng lực mạnh quá nhiều khi nó sẽ làm cho bể cái hồ kiến. Mình chỉ cần dùng lực vừa phải thôi, miễn sao nó thẳng tắp từ trên xuống dưới là được. Đó, giống như cái hình mẫu mình đang làm đó các bạn. Mình cứ xoay từ từ thôi, không cần phải gấp lắm đâu. Cái này nhiều bạn nào mà hơi quá tay là có thể làm bể cái hồ kiến á. Đó, thẳng tắp như vậy là được. Ok, như các bạn đang thấy thì sơ bộ của mình đã làm coi như là 99% là xong. Bây giờ mình chỉ cần là gắn cái bơm và test nước thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là tổng bộ sơ quát cái dàn hồ in out và lọc tổng của mình nha. Đây là có mỗi dàn nó sẽ có hai hồ đường nước ao, đường nước in kìa, các bạn thấy ở đây không? Đó là nước in đây, nó sẽ in đây, mình sẽ có van để chỉnh áp suất, nó có đường ao đây. Đó, ao mình sẽ làm một cái đời để cho nó tạm chí dưới đáy luôn, để nó hút phân từ dưới đáy và nó đẩy lên. Và đây là cái chống tràn overflow của mình, nó sẽ tràn ra ngoài đây và nó tràn ra ngoài nếu mà cái này nó bị kẹt, và tất cả nó sẽ được chạy xuống cái lọc tổng này, lọc vắt này qua từng cái, và nó có tách phân luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đằng sau cho các bạn xem tổng quát nhé. Như các bạn đang thấy thì đây là cái tổng quát của cái dàn hồ. Mình tự làm nên thiết kế khá là đơn giản. Thì mình trước đây mình có làm rất là nhiều dàn lọc in out rồi, thì bữa mình làm mấy cái này nó cũng không có khó lắm, bởi vì mình có cơ bản rồi các bạn. Thì đây là cái dàn để in nè, nước nó sẽ từ dưới đây, cái máy bơm nè mình làm sẵn ở đây, nó sẽ thổi vào đây đi lên, và nó chia ra từng hồ này, và mỗi hồ nó sẽ có van khởi thủy để mình chặn cái áp suất cho nó vừa phải, để nó đẩy mực nước đi lên trên đây, rồi trên này tiếp tục là như vậy, rồi trên này tiếp tục là như vậy. Đó. Và tiết này dĩ nhiên là phải có một cái nắp để đẩy lại, bịt lại cho nó khỏi xả nước ra. Đường nước ao của mình là chỉ có một han lỗ ngay bên hông thôi, tại vì cái góc như các bạn đã thấy thì tất cả góc của mình á là khoan qua bên trái, đằng sau nhìn là khoan bên trái hết. Vì lý do cái hồ mình để ở đây nè, nó nằm giữa hai cái hồ lớn, vì nó có một cái vách chừa bị lồi ra đây, cái chân tường á, thì mình sẽ làm như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được không gian, và cái khúc này á nó sẽ nằm ở bên này hết. Thì nguyên lý của nó là nó xả ra á, thì nó sẽ xả ra hết mấy này, và cái này để chống ngộp nước nè, mình làm cao lên trên cái hồ luôn. Giống như nó ngộp ấy thì nó vẫn sẽ lên tới đây rồi nó chạy xuống vẫn bình thường rồi. Nó chạy xuống. Và xuống dưới đây tràn của bên này có một cái miếng đỡ cho cái tách phần, sau đó đến thằng này lọc qua bên này. Ok các bạn, bây giờ mình đã gắn xong toàn bộ và mình đã gắn luôn cả cái van cấp thủy luôn, và đang test và nó chạy hầu như là 100% đúng như dự định của ban đầu của mình tính. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trước ha. Ok, đây là cái một cái van mình mở ra để và mình khóa lại nhé, mình sẽ cho nó chạy ít đi này. Đó, mình xả bên này thì nó sẽ chạy, bên này nó cũng chạy luôn. Cái này máy bơm hơi yếu nên là máy bơm mới nằm ở dưới đây. Đó, máy bơm này hơi yếu nên nước nó bơm lên không được lên tầng trên, nhưng mà mình test được ống nước á thì mọi thứ đều rất là ngon lành.
và không bị rỉ và không có một hạt chỗ nào rỉ luôn, không hạt nước nào ra hết đó. Còn cái chỗ này các bạn đã thấy nó rỉ ngay đây nè, chỗ này nè, ngay tay nè đó. Là vì cái này là mình đang test cái đường ống này, mình chưa có ấn keo, tí mà mình ấn keo vô thì nó sẽ không rỉ nữa. Còn bên này không bạn, cái này thì mình đang test cái đường ống để thử á, nên mình không bắn keo cái này. Để tí nữa khi mà cái máy bơm lớn về mình sẽ bắn keo luôn. Ok, để mình quay phía trước ha. Rồi, phía trước như các bạn đang thấy đây đó, nước nó vô rồi như thế này. Thì chỗ này thì mình tùy theo máy bơm của các bạn, các bạn có thể điều chỉnh là lượng nước vô ra mạnh yếu tùy theo các bạn muốn. Đó, nó sẽ bơm liên tục như vậy. Và tới đây thì nhiều bạn sẽ hỏi là nếu mà cái này nó vô tình nó bị nghẹt thì các bạn làm như thế nào? Có cái chống chèn không? Có các bạn, chống chèn nó nằm ngay đây. À, giờ này nó xịt rất là mạnh nè. Nó xịt mạnh hơn cái lực nước xả ra thì nước á, cái chỗ này mình cắt ngắn đi. Đây là cái tê nè, mình cắt ngắn đi hơn cái khắp này này. Thì bình thường nước nó hút từ ở dưới, nó hút lên đúng không? Rồi nó qua bên này, đi xuống, đi ra, lại hệ sóng lọc và bơm lại. Còn này nếu mà nước mà nó lên cao quá hay hoặc là ở dưới nó có một cái dị vật gì nó nghẹt á thì nước nó sẽ tràn lên trên đây và nó chui xuống đây nên không tràn ra khỏi hồ. Đó, đây là cái hệ thống chống tràn và kết hợp với luôn là hệ thống mà xả nước ra luôn. Rồi tới đây thì nhiều bạn sẽ hỏi mình, vậy thì nếu mà mình muốn trị bệnh cho một hồ cá thì như thế nào? Rất đơn giản các bạn chỉ khóa cái van cấp thủy thôi. Thay vì các bạn cấp nước vô thì bạn khóa đi thôi. Và các bạn đợi khoảng tầm 5-10 phút thì nước không rơi xuống nữa, bắt đầu các bạn cho thuốc vô đây. Để các bạn trị bệnh cho những em cá mà đang nằm trong hồ này mà hệ thống nó vẫn chạy bình thường. Đó. Khi nào mà trị bệnh hồ này xong á, mà thấy cá nó khỏe mạnh rồi á thì các bạn lại xả nước ra cho nó chạy lại bình thường vô hệ thống thôi. Đó. Rồi tới đây á, thế nào một số bạn sẽ hỏi mình, vậy thì làm sao mình xử lý được mấy cái hút đáy này? Tại vì mình cái khoan ở bên hông á, khoan ở bên hông này. À, mình xử lý cái này như thế nào? Rất là đơn giản luôn. Đây các bạn, trong đây mình có một cái ống này. Đó, ống này nó sẽ nối dài đến dưới đáy luôn. Để mình rút ra cho các bạn xem. Đó, rút ra. Ống này bình thường là không nên rút, như là gắn vô là cứ để vậy thôi. À, đầu ống này á, mình có cưa mấy cái răng cưa để nước nó vào. À, như vậy này. Đó, nó sẽ nằm sát dưới đáy như vậy luôn. Và khi mà lực nước nó vô á, thì nó hút từ dưới hút lên á, nó sẽ hút phần này vô và đi ra bằng đường này, và đường này nó sẽ nối với cái chữ T này và thoát ra ngoài đó. Và trong trường hợp mà cái này nó bị kẹt nè các bạn thì cái overflow này là có tác dụng là sẽ thoát nước ra. Thì coi như là mình hoàn thành đã xong cái hệ thống này in out và máy bơm và lọc tổng cho 6 cái hồ này. Bây giờ mình sẽ đợi về cái lọc lớn hơn, cái bơm lớn hơn và mình sẽ ngâm nước khử và mình cho các bạn xem kết quả khi mình gắn đèn lên nha. Và bây giờ mình đã gắn đèn lên các bạn, đó thì mình dùng đèn mình, tại vì cái đèn này nó khá là tốt, mai mốt mình sẽ review cái đèn này cho các bạn xem luôn nha. Ok, một cái hồ, hai cái hồ này á thì mình dùng cho một cái đèn duy nhất thôi, mà các bạn thấy sáng không? Sáng rất là sáng luôn. Đó, hai cái hồ này kích thước đâu có vừa đâu, cái hồ này là của nó là 33 nè các bạn này, đó 50-33, đó. Đó, đã chưa? Tất cả chạy vào một cái luồng. Ngon lành hết luôn rồi các bạn. Và lọc đây. Đó. Và giờ mình đã quyết định là chơi phun sứ luôn. Và cái phần phía này thì mình sẽ để làm magic sau khi xong. Và phần này sẽ chỗ lắng phân góc này. Còn cái này thì mình sẽ chế thêm cái phần mà mình đậy á, cho nó kín lại, cho nó khỏi bắn nước ra. Thế là xong. Như các bạn thấy thì đó chính là toàn bộ cái quy trình lắp ráp và cũng như là hệ thống cho cái dàn hồ in out và xả một cái dàn lọc ở giữa của mình luôn. Bạn nào có câu hỏi thắc mắc về dàn hồ này hoặc là muốn hỏi chi tiết về cách làm á thì các bạn có thể ghé qua cửa hàng của mình là số 2 Chu Đăng Quế, quận 1, quận Gò Vấp để kiểm tra cái dòng hồ này và mình có thể nói chi tiết cho các bạn xem luôn. Và các bạn có thắc mắc gì hãy comment ở bên dưới hoặc là nhắn tin qua bên số điện thoại của mình, Zalo, Facebook. Nếu các bạn thấy video này hay á thì đừng tiếc chi mà không cho mình một like, đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video kế tiếp.